Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay học xin được trải nghiệm review cái vợt mặt vợt nhỏ tập điểm ngọt của các vận động viên đội tuyển Trung Quốc họ đang tập luyện. Thì hôm nay cái vợt này có chiều dài là 600mm, trọng lượng là 4U, sức căng tối đa chỉ là 10,5kg thôi. Thì hôm nay học sẽ trải nghiệm, học cùng các học viên học sẽ trải nghiệm cái vợt này để xem nó cái công dụng của nó ra sao. Ok. Ok, thì sau khi học đã trải nghiệm cái vợt nhỏ tập điểm ngọt này cũng như các học viên đã trải nghiệm thì học chia sẻ những cái lợi ích của nó. Thứ nhất là mình tập cái vợt này thì phải nói anh em là mình tập được cái độ chính xác, cái chuẩn xác nhà Huy nhỉ. Mình tập được cái cảm giác tay rất là tốt. Cái thứ hai là mà anh em nào mà đang bị gồng người á thì mình cầm cái vợt này mình tập luyện, mình phải bắt buộc mình phải thả lỏng người, vì cái cầm cái vợt này nó không đánh được mạnh, nó chỉ đánh độ 70-80% sức thôi, thì làm cho cái động tác của chúng ta được nhuần nhuyễn hơn và thả lỏng hơn.
Cái thứ ba là mình tập cái vật này thì vì mặt vợt nó bé, bé hơn cái mặt vợt thường, nó nằm ở giữa tâm điểm ngọt, thì bắt buộc mình phải thực sự tập trung, mình phải tập trung 100% để mình mới đánh trúng được quả cầu, thì nó cũng tập cho chúng ta được một cái tính tập trung trong thi đấu. Như là tập luyện thì chỉ có khi mà chúng ta tập trung thì chúng ta mới đánh hay được. Ok, thì cảm nhận của Huy thấy cái này sao nhỉ? Ok, là tức là khi mình được tập và cũng như trải nghiệm cái cây vợt này, cái cảm nhận của cá nhân mình thôi, thì mình cảm thấy là cây vợt này tập cho chúng ta cái độ chính xác rất cao. Chính xác. Đấy, khi mình vào tập thì mình tập cây vợt này. Đấy, thì chúng ta vào sân thi đấu chúng ta sẽ có độ chính xác cao. Đúng. Rồi đấy, đấy. Các vận động viên Trung Quốc tập luyện cái này rất là nhiều anh em. Cho nên là mình thấy thực sự cái này thực sự rất là tốt. Cho nên là rất muốn tất cả anh em phong trào cũng như các vận động viên tập luyện cái vợt này để chúng ta có một cái cảm giác tay thật sự tốt. Đấy, thả lỏng người và có một cái độ tập trung cao. Ok, thì vật này nếu anh em muốn trải nghiệm thì hãy để lại comment cũng như là liên hệ trực tiếp qua Zalo hay là fanpage hay là kênh YouTube của Học nhé. Thì cái vật này giá của trên thị trường hiện tại đang là 550k. Nếu những ai mà xem một cái video này muốn trải nghiệm thì sẽ có một mức giá là 500k, được tặng luôn một cuốn cán anh em nhé. Thì anh em hãy trải nghiệm cái vật này để chúng ta cùng tập luyện, để chúng ta có một cái cảm giác tay tốt nhé.